Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách soi da để tư vấn cho khách để trước khi vào làm nhé. Trước tiên mà khi mà đi vào điều trị rửa soi da cho khách thì các bạn cần phải rửa sạch da cho khách cho sạch sẽ để mình soi da nó sẽ chính xác hơn nhé. Trước tiên thì mọi người hãy mở ra này, nó có cái ổ cắm này, mình sẽ cắm vào nhé. Đây là cái đầu soi da này, cắm vào. Bật lên nhá, nó có cái nút nguồn bật lên đấy. Rồi, ở đây thì nó sẽ có hai đầu soi da, một là nhân 50 và một đầu nhân 200. Thì mình sẽ sử dụng cái đầu nhân 50 này thì mình sẽ nhìn được rõ hơn nhá, soi da nó dễ hơn. Còn dùng cái đầu 200 thì nó phóng to quá, thì cái diện tích mình nhìn nó sẽ bị hẹp đi, nó sẽ khó nhìn hơn. Cách lắp thì các bạn lắp đây đấy, nó có cái cách lắp này nhá. Mình cho vào này, ấn một cái khi cái đèn này sáng có nghĩa là tiếp xúc được nhá, là được rồi nhá. Đầu tiên thì mình sẽ soi da vùng cổ trước. Vùng cổ là cái vùng thường là sẽ khỏe nhất vì mọi người ít bôi kem đến nhá, và cái vùng này thì cũng ít tiếp xúc với môi trường nhất. Đây như các bạn thấy nhá, đây thì cái này nó chỉ là cái bụi bẩn nó bám vào trên cổ thôi, cái này là cái lông đấy. Còn cái này là cái vân kem mà chị đang bôi kem ở vùng cổ, cái vùng trắng này các bạn thấy không? Cái vân trắng này thì nó đang kem, chị đang bôi kem thôi. Đây, đây, cái vùng bên dưới xuống nữa là không có kem là chuẩn nhất này. Cái kem nhá, tiện đây mình nói luôn này, cái kem mà khi soi lên nó không bị biến màu. Những cái này là cái vân kem chị đang bôi, đang kem đang trên da nó không hề bị biến màu sắc. Nó đang màu sắc thái màu trắng bình thường là cái kem chuẩn nhá. Còn nếu khi các bạn soi da lên kem các bạn nên bôi trên mặt nó bị biến đổi màu, màu xanh, màu tím hoặc da một cái màu gì đấy thì kem đấy là kem không chuẩn nhá. Cái kem nó đang bôi thì là kem chuẩn này, nó không bị biến đổi màu này. Bây giờ mình sẽ vuốt cái vùng da cổ mà không có gì nhá. Không bôi kem đấy thì các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy cái gì ạ? Cái sợi cấu trúc da này, cái sợi dọc, sợi ngang và nó ăn chéo nhau rất là nhiều, các bạn nhìn thấy không? Dày này, cái này chính là sợi collagen và sợi elastin, là cái cấu trúc nâng đỡ da của chúng mình nhá. Cái này là thể hiện một cái làn da khỏe. Bây giờ mình sẽ lên trên vùng má nhá, lên vùng má này. Đây, lên vùng má thì các bạn điều đầu tiên các bạn nhìn thấy là nó có sự khác biệt gì nào? Đầu tiên kia các bạn nhìn nó có sự khác biệt nhá, là cái cấu trúc da của mình nó không còn nữa nhá. Đây nó đã bị bào mòn rồi này, này phần da nó có bị tổn thương một chút này, nó hơi màu đỏ một chút này. Ở đây là nám nhá, cái vùng đen này các bạn nhìn thấy không? Cái vùng đen này là nám này, và nám là nó có chân, nó nằm sâu bên trong, nó không phải nằm trên bề mặt đâu nha. Các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy nhá. Đây cũng là nám nhẹ này, nám mảng nhẹ này. Đấy. Nên đây thì cái cấu trúc da của nó không còn nhiều nữa. Đây là mình đi lui ra bên vùng má ngoài nhá. Má ngoài là cái vùng mà mọi người bôi kem sẽ ít bôi kem về cái vùng này hơn. Xu thế thì mình sẽ bôi ở trên hai cái gò má nhiều nhất, sau đấy thì mình bôi ra ngoài. Cái vùng này thì bắt đầu các bạn cảm thấy nó có cái sợi collagen nó dày hơn đúng không? Collagen bắt đầu nó có hơn, chứ như thế này thì cũng không phải dày đâu. Nhưng mà nó có hơn, cái này chỉ là cái lông thôi. Cái lông nó phóng to lên thì mình nhìn thấy nó thế nhá. Cái này nám nhẹ này. Đó, cái này là nám màng nhá. Và các bạn nhìn kỹ nữa, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái độc tố nhá. Đây, đây này, đây này, một cái chấm này, thấy không? Chấm này này, đây một chấm này, đây này. Đây, nó là những cái corticoid, nó là độc tố corticoid nhá. Độc corticoid là nó thường có trong những cái kem mà làm trắng sáng cấp tốc. Đấy, các bạn sử dụng những kem đấy thì nó sẽ bị nhiễm cái độc tố này này. Nhiễm cái độc tố này rồi thì nó sẽ có những cái biểu hiện sau này là các bạn bị nghiện kem. Khi mà bị nhiều quá nó sẽ bị nghiện kem và nó gây nám. Nghĩa là các bạn không, khi mà các bạn bắt buộc các bạn phải sử dụng kem mà có những cái thành phần của corticoid đấy. Còn nếu mà các bạn không sử dụng nó thì các bạn sử dụng những cái dòng kem khác, nó sẽ bị gây kích ứng, khó chịu, mần đỏ, hoặc không sử dụng được bất kỳ một loại kem nào khác ngoài những kem mà có thành phần này. Và khi mà nhiễm nhiều đủ độc tố trên da rồi, độc tố corticoid này rồi thì nó sẽ gây nám và gây mụn. Có nhiều da thì bị nhiễm độc tố gây nám thì mình sẽ có một cái phác đồ điều trị khác. Mỗi da nó có một phác đồ điều trị khác nhau nhé. Nguyên nhân là phải biết được nguyên nhân là nám từ đâu thì mình sẽ có phác đồ điều trị chuẩn nhất. Đây, đi vào cái vùng da má này. Nám này. Cái này là nám mờ nha các bạn. Các bạn nhìn cả khung này các bạn sẽ thấy nám mờ nó. Các bạn nhìn thấy không? Đây cũng nám này. Cái vùng này nó đậm hơn này.
Vùng này thì nám mờ và da có bị tổn thương này, do đã trước đây là cũng cũng đã sử dụng một cái loại kem gì đấy rồi, kem bôi hoặc phương pháp làm này đấy, một là lột da hay là dùng những kem ăn mòn nhanh này, nó sẽ bị tổn thương da này, nó hơi đỏ này. Và nguyên tắc những cái vùng da đỏ này sau nó rất dễ bị nám, vì da mà yếu thì nám nám trong y học người ta gọi là melanin đấy các bạn, melanin nó sẽ phải sản sinh nhiều hơn để nó bảo vệ lại da các bạn khi mà da các bạn bị yếu đi. Mình lên vùng trán nhá, này vùng trán cũng thế này, vùng trán thì nó đỡ hơn. Và nhìn thấy vẫn còn cái sợi đúng không, vẫn còn nhìn thấy các sợi và lỗ chân lông thì nhiều, cái lông này, cái lông thì nhiều này, các sợi thì vẫn đang còn này, nhưng mà nó đỡ hơn này, nó vẫn đang còn đấy này. Vùng trán này thì thường ít bôi kem thì ít bị hơn đấy. Da này thì cũng hơi yếu này, cái vùng này đang hơi yếu một chút, đây đang thể hiện ra yếu là cái giãn mạch màu đỏ các bạn thấy không? Đấy. Đây là cái vùng da nám này, nám nhẹ nha, và các bạn phải biết phân biệt này, nám khác và tàn nhang khác nhá. Tàn nhang thì da chị này thì lại không có cái tàn nhang nào cả, chứ có thì soi lên cho các bạn để các bạn phân biệt luôn đâu là cái tàn nhang, còn cái đây là cái nốt ruồi này, cái này là cái nốt ruồi nha. Thì nám thì nó có chân sâu bên trong này, tuy là nám màng nó rất là mờ nhưng là nó có chân sâu nhá, chứ nó không phải là nằm trên bề mặt như cái tàn nhang đâu. Thế nên là không sử dụng được những cái kem mà vào bôi điều trị nám là không có đâu nha các bạn. Thì các bạn tưởng tượng là cái nám nó có chân sâu thì khi mà mình muốn lấy nó giống như cái bắp ngô á, muốn ăn cái hạt thì bắt buộc ta phải bóc cái lớp bên ngoài đi để ăn được cái lớp bên trong đúng không? Để ăn được cái lớp hạt đúng không? Thì cái da của mình thế nám nó có chân sâu, nó nằm bên trong, nó không phải nằm trên bề mặt như kiểu là cái tàn nhang để mình có thể sử dụng kem mà mình lấy hết được. Cái này ví dụ như các bạn muốn sử dụng kem mà lấy được hết ạ, thì các bạn phải ăn mòn cái lớp da bên trên, cái lớp bảo vệ da, cái lớp biểu bì của da, cái lớp quan trọng nhất của da, thì để bảo vệ da thì các bạn phải làm mòn, ăn mòn hết đi mới đến được cái lớp nám. Chính vì thế mà thời gian đầu khi mà các bạn sử dụng những cái kem mà điều trị nám như người ta quảng cáo ấy, thời gian đầu thì da các bạn rất là đẹp đúng không? Sau khoảng vài tháng sau thì da của các bạn sẽ bị đậm hơn, nám sẽ bị nổi lên nhiều hơn, vì nguyên tắc da các bạn bị yếu đi vì ăn mòn da rồi thì da yếu. Da yếu thì khi các bạn đi ra ngoài ấy, cái melanin nó tiếp xúc vào thì cái tia UV nó tiếp xúc vào thì bắt buộc cái melanin là cái nám nó phải bị thúc đẩy sản sinh ra nhiều hơn để nó bảo vệ lại làn da của các bạn. Chính vì thế mà da càng yếu càng nám, càng yếu càng nám nhá. Nên là quan trọng khi điều trị á, là mình phải làm sao để kết thúc quy trình điều trị da nó phải khỏe, để nám nó không bị quay lại. Rồi, kết luận thực ra da này thì soi hết mặt rồi đấy, dưới đây là dưới cằm này. Kết thúc thì đối với cái da này mình kết luận là da của nhà bạn này thì bị nám nhẹ này. Bề mặt da là vẫn bị ăn mòn rồi này, do sử dụng kem mỹ phẩm điều trị, bạn này là cũng trước đây cũng sử dụng những kem mà mỹ phẩm điều trị nám nhé, nên nó bị nhá. Đấy, và da hơi yếu này, da yếu nó thể hiện là một cái làn da hơi đỏ này nhé, các bạn nhìn kỹ sẽ thấy những cái đường đỏ nhẹ này. Thực ra da của chị này so với những khách đến nhà mình thì da chị này cũng tương đối rồi, không đến nỗi đâu nha, da này mình phục hồi được tốt nhé. Đối với cái da này thì bây giờ mình sẽ trước tiên thì mình sẽ cho phục hồi da trước, phục hồi cho da nó khỏe lên, sau đấy thì mình mới đi vào quy trình điều trị nha các bạn. Sau đấy thì mình sẽ kết thúc quy trình điều trị bằng cách dưỡng và ức chế nhé. Cái da này thì đã bị nám này, nám nhẹ này. Đó. Và nguyên tắc luôn luôn khi mà gặp một ca nám nào đấy, bất kỳ một ca nào đấy, thì nguyên tắc luôn luôn phải phục hồi cho khỏe da, sau đấy mới đi vào điều trị nhé. Còn nếu bạn nào mà nhìn thấy da mà đi vào điều trị luôn thì là ca đấy là không đạt đâu. Sau này có thể các bạn làm ban đầu nó đẹp nhưng sau này nó sẽ bị nám lại đấy nhé. Bây giờ thì mình sẽ soi da cho một anh con trai nhé, để mình so sánh nhé. Bây giờ đối với cái anh này là khách nam đúng không? Là con trai này. Con trai hay con gái thì cũng thế thôi. Việc đầu tiên thì mình sẽ soi cái vùng da cổ trước. Cái vùng da cổ thường sẽ là cái nơi da khỏe nhất vì mình ít bôi kem nhất và mình ít tiếp xúc với môi trường nhất. Bây giờ mình soi vùng cổ để xem sự khác biệt nhé. Như cái này, như các bạn thấy đây là cái lỗ chân lông này. Cái màu đen này to này, nó là cái lỗ chân lông nhé. Còn cái này nó chỉ là bụi bẩn thôi, nó không bụi bẩn đấy này, những cái chấm đen bụi bẩn, cái dải này bụi bẩn, mình đi ngoài đường nó bám vào mà chưa rửa sạch này. Đấy, chính vì thế mà lên trên mặt mình phải rửa cho sạch là như thế nhé.
Và các bạn nhìn thấy cái sợi dọc và sợi ngang không? Những cái mà nó đan chéo nhau như mạng nhện đấy này. Cái này chính là cái cấu trúc da, sợi collagen và sợi elastin là cái cấu trúc nâng đỡ của da của chúng ta để nó chống lão hóa da, nó chống nhăn trùng chảy xệ, chống lão hóa, nó sinh ra tàn nhang đồi mồi này. Nói chung là cái này là cấu trúc khỏe, nó sẽ làm chống lão hóa da sớm nhé. Bây giờ mình sẽ lên đến cái vùng má ngoài này. Cái vùng má ngoài nha, vùng má ngoài thì cũng là cái nơi mà mình ít tiếp xúc và mình bôi kem thì nó ít va chạm đến đây nhất. Thường mình bôi kem thường sẽ bôi hay ở trên má là nhiều nhất. Sau đấy mình quẹt mình bôi ra ngoài này là nó bôi ít hơn rồi thì mình sẽ xem. Và khi mà các bạn đi ra ngoài trời á, mình tiếp xúc ra bên ngoài thì hai cái gò má lúc nào nó cũng tiếp xúc trước và phải đến hai cái phần này. Thế nên thường soi đen thường hai cái gò má nó sẽ bị yếu hơn những cái vùng khác nhé. Đây, cái này những cái chấm trắng như này này. Cái này chỉ là cái da chết thôi, cái da chết thì mình chưa tẩy nhá, thì là nó đang nằm trên da thôi. Cái này là các lỗ chân lông. Cái da chết của anh này thì rất là nhiều vì con trai chắc là ít tẩy da chết đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Những cái sáng 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 ở các lỗ chân lông này này, cái này đều là da chết cả thôi. Đây mình lên đến vùng da gò má này. Thì theo như soi da này thì trên da của anh này là vẫn có bị tổn thương một chút này. Da mặt nó hơi hồng này, nó hơi hồng, các bạn nhìn thấy không? Nó hơi hồng hơn so với các vùng da khác nhé. Và cái chấm đen này này, những cái chấm nhẹ nhẹ đây này, cái này chính là tuyến bã nhờn nó gây tích tụ, nó gây mụn đấy này, nên là bọn da dầu thì thường sẽ có cái bã nhờn này. Mọi người phải làm sạch được cái này, nó không nó tiết ra nó sẽ gây ra mụn cám, mụn đầu đen và lâu mà nhiều thì nó sẽ gây ra mụn mủ, mụn bọc nhé. Và các bạn nhìn thấy thêm một vấn đề nữa là thấy trên da của anh này thì như thế nào ạ? Ở các vùng da của anh ấy là cái sợi collagen và sợi elastin nó đã bị bào mòn gần hết này, nó không còn nhiều như bên dưới đúng không? Đấy. Mà da này thì nó vẫn hơn bị tổn thương nhẹ một chút đấy, nó hơi hồng cái vùng da này này. Đó. Đấy, da mà bây giờ thì mình đang soi ở bên gần bên mang tai này thì nó cũng sẽ khác hẳn này. Nhưng mà da chết của anh này thì rất là nhiều. Da chết của anh ấy nhiều lắm. Đây này, nhìn cái vùng này là vùng da chết đấy. Đấy, trắng 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 này. Cái này là bã nhờn này. Cái bã nhờn nó tiết ra, cái này nó sẽ gây mụn này. Này. Da anh này là gì ạ? Da dầu và thiếu nước nhá. Đây, các bạn nhìn nhá. Da mà có những cái sọc sọc đây này. Sọc dọc đây này. Đây, da dầu bản chất nó là da dầu nhưng mà đang bị thiếu nước. Nên là anh về uống nước bổ sung vào nhé, để giúp cho da nó đỡ lão hóa và nó không bị khô da. Đây, đối với da của anh này thì nó cũng không quá gặp nhiều vấn đề. Những cái đen các bạn nhìn thấy đấy là cái tuyến bã nhờn thôi. Ở các cái lỗ chân lông của anh này thôi, nó tiết ra thì nó gây mụn đầu đen và gây mụn cám đấy. Đấy. Tuy nhiên trên đây là mình đang soi ở trên vùng má nhá. Vùng má thì thường nó sẽ bị thiếu hụt đi này. Do mình rửa mặt như con trai thì như anh này là hay dùng... Đây này thì hay con trai thì hay có cái thói quen là mình dùng gội dầu gội sau đấy thì gội đầu là xuống là xoa ở mặt luôn chứ không dùng sữa rửa mặt. Chính vì thế mà cái độ ăn mòn da của anh ấy cũng khá là tương đối đấy. Chứ đúng ra những cái da con trai bình thường mà nó dày hơn phụ nữ ta gấp 7 lần cơ. Mà nó bị như thế này á là chứng tỏ anh này sử dụng những cái kem cái dầu gội đấy, anh ấy gội đầu và anh xoa xuống má thường xuyên nên nó bị ăn mòn như thế này nhá. Và trong cái kem ở trong cái dầu gội hóa chất ấy nó có cái chất tẩy rất là mạnh đấy. Đấy, kết luận đối với cái da anh này thì nó cũng chỉ là da dầu này, lỗ chân lông to này và có cái bã nhờn rất là nhiều này. Và da thì vẫn thiếu hụt cái sợi collagen và sợi elastin. Thì cái sợi collagen và sợi elastin thì khi mà mình có tuổi thì nó cũng sẽ bị thiếu hụt dần dần đi chứ không phải là do mình sử dụng hoặc mình làm cái gì mà nó bị cả. Đương nhiên là do mình cả tác động thì nó mới bị nó thiếu hụt nhanh hơn, còn theo thời gian thì của mình nó cũng sẽ bị thiếu hụt. Chính vì thế mà phụ nữ ta vẫn cứ phải uống để bổ sung đấy nhé.